À, xin chào các bạn quay trở lại với kênh uh, Youtube Industrial Review à, Chúc các bạn nào đang xem cái video này là một ngày thật là tốt lành à, Công việc thuận lợi, à, nhiều sức khỏe à, Trong chủ đề này mình chia sẻ đến các bạn cái dòng tủ zenith của ritan Thì dòng tủ zenith nghĩa là dòng tủ duyên dành cho công nghiệp thực phẩm mà có thể là xịt rửa được cái dòng tủ Hisense của Ritan thì nó có những cái đặc đặc tính nào nổi bật rồi đầu tiên về cái máy của nó cái máy của nó nghiêng 30 độ nha các bạn cái máy nghiêng 30 độ để chống cái nước động nó động trên cái cái nóc nóc tủ nè khi mà xịt rửa thì nó không có động nước sẽ chảy xuống rồi bằng vỏ và cửa nó làm được nó làm bằng thép không rỉ cái cửa nó làm bằng siêu silicone và nó có được chứng nhận theo tiêu chuẩn là FDI của Mỹ đây là một cái chứng uh, một cái chứng, chứng 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 nhận rất là là khắc khe về về thực phẩm dược phẩm của Mỹ nha các bạn rồi cấp bảo vệ của nó là ip 66 hoặc là ipx 9 là bảo vệ về, về nước về bụi rất là kỹ rất là cao rồi theo chuẩn NEMA nó là 13 hoặc là 4X rồi approval của nó là UL nè rồi rất nhiều cái tiêu chuẩn khi mà thiết bị mà xuất đi những nước ngoài nó đòi cái tiêu chuẩn UL này rồi đây là cái hình minh họa của cái tủ rồi dưới này mình sẽ nói rõ hơn về cái đặc điểm nổi bật của cái dòng tủ Hygienic này rồi đầu tiên cái máy nghiêng 30 độ thì trong ngành thực phẩm á khi mà xịt rửa thì tất cả những cái thiết bị máy móc gì là nó hạn chế động nước ví dụ như vỏ cái máy nghiêng thì nó phải yêu cầu là từ 30 có nơi là 45 độ như là độ dốc rất là, là lớn để khi nước nó mình xịt lên đây nè nó sẽ trôi xuống mà nó không có động như này việc động nước nó sẽ gây ra cái việc là uh, phát triển vi sinh vi khuẩn nó bám vào, vào trong đó nó, nó 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 làm nhiễm khuẩn rồi tủ ritan có một cái công có một cái số cái con số này đặc tính kỹ thuật này rất ít người là những cái tủ mà bình thường không thể nào mà, mà công bố được cái đó là cái độ xước của bề mặt này cái mặt độ xước của bề mặt nha các bạn brush nè độ xước nè họ công bố luôn là độ xước là bao nhiêu micromet luôn tiếp theo là cái bản lề các bản lề trong ngành trong cái tủ ritan nó đặc biệt cái chỗ là nó làm hình chữ u các bạn xem nè đó là hình chữ u để chi thì nó giấu cái bản lề này bên trong luôn các bạn thấy cái hình minh họa của cái tủ này khi nó đóng lại nè thì nó sẽ không có cái, đặt cái bản lề bên ngoài nó hạn chế những cái khe hở những cái chỗ chỗ mà động nước khe hở nhiều cái bề mặt nhiều góc cạnh để cho bụi bẩn vi khuẩn nó bám vào đó nó 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 phát nó phát triển nó phát sinh ra nó gây nhiễm khuẩn tới cái cái cái, cái sản phẩm của các bạn sản xuất rồi thứ hai là cái siêu này bằng silicon và nó được đặt cái chứng chứng nhận FDA đây các bạn nhìn kỹ này cái siêu bằng silicon này còn cái tủ bình thường á nó là lại là, chỉ là cái siêu bằng xốp bình thường đó các bạn mà cái xốp đó thì nó các bạn để ý kỹ thì nó sẽ có nhiều cái lỗ nhỏ li ti li ti thì chỗ đó sẽ làm mà dính nước bụi những cái thứ bẩn nó dính vào đó là tạo điều kiện cho vi khuẩn nó phát triển rồi về phần phụ kiện của tủ hygienics thì mình có cái nhất là cái khóa của tủ khóa của tủ nó đặc biệt cái chỗ là khóa bình thường của các bạn đó, là cái khóa à, có chìa và mình cắm âm nó vào thì nó sẽ nó sẽ tạo một cái khe hở trong đó thì bụi bẩn như mà nói thì nó sẽ là tạo điều kiện cho bụi bẩn vi khuẩn nó nằm trong đó nó phát triển ra đó thì cái khóa của của á cam lóc HD này, HD với tắt chữ Hygienic Design các bạn rồi thì nó cái khóa này là nó có ba cái cái chõm ba cái 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 cái, cái lõm vào ba cái chấu lõm vào thì cái chỗ này á nó không nó 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 hạn chế để động nước và cái chìa khóa thì nó cũng từ tự là nó ba cái ba cái chấm lồi ra đó rồi tủ á, khi mà đặt các bạn bắt lên tường á là thông thường làm những cái tủ thông thường á là mình sẽ có bốn cái bát mình vặn ốc vào tắc kê để mình bắn nó lên tường nhưng trong ngành thực phẩm dược phẩm á thì không được bắt như vậy thì bắt sáng như vậy á thì nó sẽ có cái khe hở giữa tủ lưng tủ và tường từ đó nó tạo ra Vision nó, nó sẽ phát triển ở trong đó, vi khuẩn nó phát triển ở trong đó. Thì có cái phụ kiện khi mà bạn gắn lên tường nó sẽ có one spacer bracket nè, hang đây nè. Thì khi bạn gắn lên tường á thì nó nó sẽ làm ngăn cách giữa cái lưng tủ và cái tường ra. Tương tự như vậy, tủ khi mà để dưới sàn, dưới sàn thì nhiều khi mình để làm mình làm cái bộ đế cho nó, cái bộ đế nha các bạn, làm cái bộ đế thì cái bộ đế nó cũng tạo một cái cái không gian là uh, kín nhất trong đó và chúng ta không xịt rửa được đó nó cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn rồi chất bẩn nó nó tồn tại thì ở đây mình có cái level fit này cái chân nè cái chân này nó sẽ gắn vào cái tủ và cái tủ nó sẽ cắt cho mặt đất nó giống như uh, và nó khoảng hở thì cái khoảng hở từ đáy tủ xuống dưới đất á, thì mình có hoàn toàn mình có thể xịt rửa được mình vệ sinh rồi thay vì các bạn dùng cái khóa thì các bạn dùng cái cái t handle cái t handle là cái tay vặn đó, cái đàn, các bạn thấy nó cũng rất là đặc biệt nó không có gập một số kiểu như khóa gập như bình thường là là bên trong nó có cái rãnh rồi cái khóa và cái spacer này cái spacer này các bạn thấy nè nó sẽ có cái lớp silicon đây cái lớp silicon đây các bạn thấy nè lớp silicon nè để chống nước chống vi khuẩn nó, chống nước nó xâm nhập vào đồng thời bên phần phụ kiện á mình còn có là cái những cái thanh thanh reo các bạn khi mà bắt thêm thiết bị bên trong đủ thì có thể order thêm cái thanh reo này nó nằm trong cái catalog một cái phần nữa chú ý á, mình thấy là trong một số nhà máy thực phẩm á, mà mình cái yêu cầu về kỹ thuật nó không có nghiêm ngặt á thì cái phần cấp bột len này các bạn nhiều bạn nhiều nhiều cái đơn vị người ta làm cũng không có đúng có nghĩa là đúng ra mình phải dùng cái loại cấp bột len là cái loại hygienic và ở đây là mình thấy là nhiều bạn lại dùng cái loại uh, manikin thì cái này nó không đúng lắm sử dụng thật sự nó không đúng nếu mà tiêu chuẩn nghiêm ngặt thì các bạn phải dùng cái uh, cái cái cap buộc lên cái oxy -cáp mà chuẩn hygienic luôn nó có một một số cái đặc điểm gì khác thứ nhất đó, là cái loại thường thường nè các bạn thấy nè nó có sớm rất là nhiều góc cạnh và cái phần ren cái phần ren của cái cap có này nè nó lộ ra ngoài mà cái phần ren á tức là những cái khe hở những cái rãnh nhỏ đó, nó tạo điều kiện cho mùi bẩn vi khuẩn nó bám vào rồi cái phần hygienic cái cáp buộc lên cái cáp hygienic ấy, thì các bạn có thấy không nó rất là trơn nó rất là bóng và nó ít góc cạnh đồng thời cái siêu á khi cáp vào tủ á cái siêu nó nằm ngay cái miệng của cái oxycap cáp luôn còn cái cái miếng cao su cái siêu của cái 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 buộc lên này nè thì nó nó nằm sâu phía trong đó thì khi cáp vào thì nó kín luôn nó kín ngay miệng luôn còn cái này á, thì nó sẽ có một cái khoảng hở xung quanh cái miệng dưới nè rồi cái phần ren của cái con ốc cáp này là nó nằm bên trong tủ chứ nó không có nằm bên ngoài tủ đồng thời nó sẽ có một cái lớp siêu silicon màu xanh các bạn thấy không đó các bạn nhìn con tạo nè thì khi mà lớp siêu đây nó phần phần số 6 nè in cái siêu nè thì nó sẽ có cái lớp siêu giữa các bộ lên và cái đáy tủ hoặc là bên hông tủ rồi đây nó phần nhỏ nhỏ đây các bạn thấy đây đồng thời á, trước khi vào cáp vào ngay cái cái siêu nó sẽ nằm ngay miệng của đây, nó nằm phía này các bạn thấy luôn màu xanh nè à? ngay của cáp xi cáp luôn còn đối với loại thông thường nằm bên trong và cái ốc xi cáp này cái vật liệu của nó là bằng inox còn cái này là nó mà nickel rồi ở đây nó sẽ có một cái bảng so sánh là cấu tạo giữa hai cái loại ốc cáp cáp bột lên thông thường và loại hygienic nó khác nhau chỗ nào thì đây nó có một cái bảng so sánh của nhà của hà hãng làm họ đưa ra cái bảng so sánh luôn đó rất nhiều bạn là dùng cái này chưa đúng một phần á là thứ nhất là cái 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 cáp bột lên này nó rất đắt đắt rất nhiều lần so với cái cáp bột lên cái bộ này là nó chỉ có mấy chục ngàn thôi một cái nếu mà đó ví dụ như cùng loại thì cái này nó đắt hơn phải năm bảy lần rất là đắt nếu các bạn dùng phụ kiện ốc mà dùng loại này cực kỳ đắt luôn À, trong cái phần sau của video mình sẽ để một cái link mà để cho các bạn hiểu rõ hơn à, về cái những cái cái dòng tủ mà chuyên cho hygienic nghĩa là chuyên cho ngành thực phẩm tại uh, mà xịt rửa được á thì nó sẽ các bạn sẽ thấy được hình dung là uh, trong cái yêu cầu mà yêu cầu về chủng trong thực phẩm hygienic á thì nó đặc điểm nó như thế nào khác thông thường so với những cái tủ mà chỉ là những cái ngành thông thường thì các bạn xem sẽ bạn sẽ hiểu ngay qua đây là một số cái giới thiệu sơ bộ về cái dòng tủ Hygienic là cũng cung cấp cho các bạn một cái số thông tin cơ bản thì nếu các bạn mà có cái nhu cầu tìm hiểu thêm thì có thể liên hệ với số hotline của công ty ở mình ở đây các bạn sẽ thấy ở đây đồng thời bên VMA cũng là đại lý uh, partner với Ritan phân tích và đặc biệt là Eplan là phần thiết kế tủ các bạn có nhu cầu thì có thể liên hệ với mình, mình. cảm ơn các bạn đã theo dõi video